Thêm còn cái thịnh chót đó là cái thịnh 2012 là hết thịnh rồi lập hậu chứ không có tới là thêm tới ngày tới 24 nữa, là tại vì cái thời gian này đã hết rồi, không còn chờ đợi nữa. Rồi chúng tôi sẽ sao hoàn tất thêm những cái ngày sắp tới cho quý vị nghe nha. Nó là đúng những lời tiên tri của thầy, không khác đó nha. Thì cái đức thầy đó là ngày ra đời giai đạo đó là tới cái mẹo nè, rồi thình nè, tỷ nè, ngọ nè, mùi nè, thăng nè, dậu nè, tức hợi. Đức thầy giá mặt vào ngày 25 tháng 2 dừng năm Đinh Hợi, thì nó làm số 9. Chúng ta là hưởng lễ năm 99 nữa. Thì tới cái mẹo nè, thình nè, tỷ nè, ngọ nè, mùi nè, thăng nè, dậu nè, tức hợi là 2007, đều là năm của giáp lớn hết. Còn thêm của giáp nhỏ 12 năm đó là từ cái Mão 1999 đó là đến cái Tân Mão 2011 đó là cái Tân Mão đó, rồi tới cái mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi là đến đó là 2019, đó là điều nằm của giáp nhỏ. Rồi qua đến 2020 là cái con chuột này, mà cái con chuột này là giáp tý niên, giáp tý định ngày, trời xây ách nước khổ rài chẳng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể chư quý vị. Thì tiếp theo chương trình trao đổi sẽ có chú Tư Giang trao đổi vài nét về giáo lý Đức Thầy, đặc biệt là trong cái thời buổi ngày hôm nay. Để bắt nghiệp cầu cho chú Tư trao đổi, chú Năm sẽ đọc lại một đoạn sấm thi của Đức Thầy. Dạ, con xin trân trọng kính mời chú Năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chú Đức này nè, chú Đức này. Dạ, rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang tiên một cõi xa chơi, non cao đảnh tượng thánh thơi vô cùng. Hiểu yêu gió hỏi lạnh lùng, Phật phờ liệu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng cảnh lầu đài, lúc còn sắc thật thi tài hùng âm. Tứ di mây vỗ nhiễu đâm, bồng lai một cõi hữu danh chữ đầy. Kể từ tuyên cảnh ta về, non đồng ta giữa kề mấy năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa Hiền Đệ Hậu, hôm nay lễ tình tam thất cho Hiền Mẫu.
Chờ kính thưa quý đồng đạo kính mến, với phận sự người con hiếu đạo thì khi cha mẹ qua đời, chúng ta phải tạo cái nhân duyên tốt để cho người quá cố được vãng sanh lên nghiệp cực lạc. Giờ hôm nay chúng ta được cái nhân duyên là đại cái nhân duyên là trong buổi thời kỳ hạ nguyên mà tháp cùng cuối mà chúng ta lại được vị minh sư đức thầy kính yêu, ngài rút tỉa trong tinh hoa Phật giáo và lưu truyền chân lý để chúng ta hôm nay để hiểu cặn kẽ những lời sâu xa và huyền thâm trong lẽ đạo. Với cái tinh thần đó, không phải cái nhân duyên mà chúng ta được gặp đạo là dễ dàng đâu. Trong kinh có nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thân người có được, Phật pháp có nghe. Hôm nay chúng ta được vào cái vị trí là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo, sống trong cái vùng xung quanh thánh địa đức thầy ngài Lâm Phàm. Vào năm kỷ mùi 1919, khi ngài khai đạo 18 tháng 5 năm 1939, là xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây và tạm mượn con đức ông, con đức bà, nên ngài khẳng định một câu là hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh thanh danh sắc trẻ, chờ thời thiên định thiết hùng ca. Như vậy thì chúng ta hết sức là phải là mai duyên, và chúng ta không có nhân duyên kiếp này mà nhiều kiếp trước ta cũng có nhân duyên đức thầy rồi, nên đức thầy chỉ biết là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước đó, thiện duyên hữu phần. Như vậy thì trong cái thiện duyên đó, chúng ta vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị nên phải đầu thai làm người của thế gian. Từ cái chỗ đó mà chúng ta trở lại thì hiện tại tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta là cái đoàn hậu sanh thì chưa gặp đức thầy, rồi chúng ta chỉ nghe là nghe trong cái kinh giảng thôi chứ chúng ta chưa gặp đức thầy. Thế mà chúng ta khi gặp giáo lý của thầy rồi thì chúng ta đã phát nguyện tu liền. Thì đó là những nhân duyên mà trong nhiều kiếp chúng ta đã có tu rồi, nhưng mà vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh thì trong cái hệ của Sơn Kỳ Hương thì không biết bao nhiêu vị ra đời mà chúng ta đã bỏ cái cơ hội rất lớn rồi. Từ Phật Thầy Tế An ra đời thì chúng ta đã bỏ cơ hội, rồi kế đến một sư chúng ta cũng bỏ qua cơ hội, rồi sư Giả Bác Khoai chúng ta cũng bỏ ra qua cơ hội, rồi đến Phật Trần cũng vậy, cũng bỏ qua cơ hội. Mới gần đây mấy ngày đó chúng tôi có trở lên ở trên cái núi Tà Lôn Tà Lăng là chùa Phật Trần, chúng tôi cũng đi phát quà dùm cho cái gia đình này là ở nước ngoài, mà nói chung ra đó là đem cái gạo và đồ đạc để hồi hướng lại cho cái vong linh quá cố, là cho ở nơi cái chùa Tà Lôn Tà Lăng là nơi Phật Trần. Vừa qua chúng tôi cũng ra cái clip đó nói chuyện thì cũng có hơi dài. Thì giờ đây thì trong cái phận sự của đệ hậu đó là làm phận sự thử hiếu đối với hiền mẫu, thì nếu nói chức công ơn cha mẹ đó là trời biển, mà đức thầy cho biết là mẹ cha là kẻ trọng ăn dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh đông quải mới là có chi cũng nấy dị mài nhân hôi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Song song vào đó thì nhờ cái sự tu hành mới có thể thể hiện được qua tròn vẹn chữ hiếu. Nếu chúng ta mà không có tu hành mà trong cái tuần tự chúng ta làm một phần chữ hiếu đó cũng như là chúng ta mướn mà thôi. Và đó là chúng tôi xin nói theo cái căn cứ tu lợi của thầy, mà đức thầy cho biết là mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu, muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên của mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi, nên đức thầy hôm nay là đặc biệt dành cho người tại gia cư sĩ Hoàng Thư Nhân. Thì chúng ta thấy rằng là nơi cái Tam Bảo là một cái ngôi chùa và của Quyền Thất Tổ và ba ngôi thờ đặc biệt của người cư sĩ tại gia, thì chúng ta thấy rằng là hết sức là diễm phúc. Chứ còn mà ngược lại dòng lịch sử Phật giáo thì quý vị thấy hồi xưa đó là trong cái cư sĩ tại gia thì đâu có nghĩa là thờ Tam Bảo nhà,
là đặc biệt là thờ ở chùa thôi. Và tất cả Phật tử đến nó là hưởng bát quan trai giới và nghe Phật, nó là thuyết pháp thôi. Hôm nay Đức Thầy đưa về tại nhà gia đình chúng ta luôn, thì chúng ta hôm nay là một cái ngôi chùa. Trong gia đình là một cái ngôi chùa, thì trong đó là có sư và có ni và tất cả Phật tử trong cái ngôi nhà mà chúng ta đã hưởng thụ hôm nay với cái nguồn chân pháp của Đức Thầy. Thì đối với Hòa Hảo là chúng ta hướng về tâm linh. Mà nếu bây giờ mà chúng ta mở chùa đó mà thờ Tam Bảo mà không được thờ ở nhà đó, thì trong cái hoàn cảnh khi khó khăn sắp đến rồi đó, thì chúng ta không thể tu được. Thành thử ra chúng Thầy mới đưa về nhà. Thì trong đó đó chúng ta nguyện với công nguyện rất là tuyệt vời. Thì bây giờ trong đó là trong cái năm ngũ nguyện cầu đó là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Mà phổ độ chúng sanh thì trong đó có bốn loài: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quả sanh. Rồi bây giờ đó là môn nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Qua Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Là trong cái thời kỳ khi chúng ta nguyện này, nó sẽ đến cái ngày Long Hoa Đại Hội. Thì trong đó đó là trên trời thì có Thiên Hoàng, ở dưới thì có Địa Tạng Vương và có Nhân Hoàng. Thì khi mà trở lại thì Tam Hoàng trở lại là đời Thượng Quân. Thì vì lẽ đó mà Đức Thầy mới đưa cái nguyện chúng ta hàng ngày để chúng ta nguyện, để sau này chúng ta tròn những sự đồng hành, chúng ta giữ ngày Long Hoa Đại Hội đó, tở ra nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Thì sau này cái ngày Đại Hội Long Hoa rồi thì Liên Hoa Hải Hội là đắc đạo hàng hà sa số. Theo lời thọ ký của Đức Phật ngày xưa, đến thời kỳ Hạ Nguyên Mạt Pháp thì có Đức Lập, tức là Ngài sẽ ra đời và dự ngày Đại Hội Long Hoa đó. Thì Ngài cho thiết ba trần pháp. Trần pháp thứ nhất là độ được 96 ức luân căn. Trần pháp thứ hai đó là độ được 94 ức luân căn. Trần pháp thứ ba đó là độ được 92 ức luân căn. Như vậy thì kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sau làm chân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi bờ đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương thì bối rối. Nên trong cái thời kỳ này sự ra sáng chúng ta quy y, chiều chúng ta quy y, sáng quy y, chiều quy y. Chứ ngày xưa mà đến với Phật là chính quy là một thôi, chứ không có lần thứ hai. Là Phật chỉ nói là thiện lai tỷ khu thôi. Thì tóc trong mình nó là tóc tự nhiên rụng hết và trong mình trở thành áp bà sa. Vì lẽ đó mà chúng ta đó là làm cái thời kỳ này đó là người tín đồ đó, tại gia cư sĩ thì chúng ta thấy khó hơn nhà sư nhiều lắm. Nhà sư gì tại trong chùa đó là ngài chỉ là thuyết pháp thôi. Khi mà muốn thỉnh sư mà lên tòa đánh tòa thuyết pháp đó là phải có cây dù lọng, rồi nào phải có khai hộp, phải có đôi đèn để thỉnh sư lên tòa thuyết pháp. Và nói như vậy thì tất cả Phật tử đều là ngồi yên lặng nghe thôi, chứ còn ngoài ra không biết kiến hết. Còn Đức Thầy chỉ chúng ta hôm nay là được như đồng đạo, là đồng đạo với nhau, là cùng một cùng chung chí hướng. Vì là đó mà Đức Thầy cho biết đó là khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí mà đặng chờ ngày ý kiến Phật trời. Nên chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Với cái hành đức này, ngày xưa một Kiền Liên cũng nhờ sự tu hành cứu được Bà Thánh Đề khỏi địa ngục vô gián. Thì hôm nay đệ hậu cũng là bằng sự theo cái một Kiền Liên, là muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mấy hai một liên của mẹ bằng nay nhờ người hữu hạnh tâm trời từ bi. Thì một Kiền Liên ngày xưa đó là nhờ cứu được Bà Thanh Đề khỏi địa ngục vô gián, là tại vì cái tội Bà Thanh Đề phạm tăng mới nhờ tăng cứu. Thành thử ra đó là khi mà đem cơm cho mẹ đó thì dưng cho mẹ, thì lòng bổn xẻng của Bà Thanh Đề còn đến cơm quá là lửa, bà dùng không được. Thì ngài mới trở về, ngài bạch với Đức Thế Tôn là con đem cơm cho mẹ con, nhưng mà cơm bây giờ quá là lửa rồi con, mẹ con không dùng được. Vì lẽ đó mà nhờ Đức Thế Tôn để chỉ cách đó là cho con cứu mẹ con. Thì Đức Phật có nói là Bà Thanh Đề đó cái tội ba nặng, có phạm tăng có nhờ tăng cứu. Thì đúng vào ngày rằm tháng 7 là ngày ăn xá tội nhân. Thì một Kiền Liên đó là phải lập trai đàn và mời tất cả chư tăng lợi để chú nguyện cho Bà Thanh Đề thì bà mới được siêu thoát được. Thì một Kiền Liên nghe theo lời của Phật Thích Ca Mâu Ni thì về lập chơi đàn và mời tất cả tăng sư thì chú nguyện cho Bà Thanh Đề. Thì trong cái giờ mà chú nguyện cho Bà Thanh Đề đó là ở trong cái địa ngục vô gián đó là đều ngưng hành phạt hết. Và khi chú nguyện xong thì Bà Thanh Đề được lên cõi trời Trường Thọ Thiên. Thì chúng ta tại gia cư sĩ hôm nay nếu mà đặc biệt hai cái thời cúng đó, sớm về chiều đó, là khi tội lớn quá thì đến cái mòn mà tới cái tiêu được.
nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải thành tâm. Thành tâm đó là từ từ đó mới tiêu được. Thử ra đó là trong cái lời mà nguyện giác của chúng ta đó, là hàng ngày đó Đức Thầy cho biết đó: chớ bỏ lời thề nơi Phật cần, chớ quên tiếng nguyện cho non xanh. Và chúng ta đó là những cái lời hữu miếng mà hứa và nguyện với các ngài. Nên hàng ngày trong cái câu nguyện mà chúng ta nguyện là nguyện cải hối ăn năn, làm lành, lãnh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Như vậy thì hàng ngày chúng ta tu cầu, trong cái tu và cầu này thì vong linh người quá cố sẽ được siêu thoát. Thì đại hậu hôm nay với cái hạnh đức từ xưa đến nay, từ cái tu tập cho đến làm phước thiện và gieo nhân duyên với anh em các nơi, thì trong buổi cầu nguyện sự diễn quỷ hôm nay là đem sức cấn giác của anh em trong đạo cầu nguyện vong linh người chết được siêu sinh của thọ. Đó là hình thức làm mà chúng ta căn cứ theo lời của thầy, để rồi cho vong linh người quá cố về nên cả giới ăn lành trong mặt A Di Đà và an hưởng là nhờ con cháu của tu tập. Ngày xưa khi Đức Phật còn trụ thế thì ngài có dẫn tất cả môn nhân đệ tử đó đến cảnh giới địa ngục, cũng thời ở trong cái tử tù địa ngục mà số ngạ quỷ bên đây lại khóc, số ngạ quỷ bên kia lại vui cười. A Nan mới bạch Đức Thế Tôn: kính thưa bạch Đức Thế Tôn, thao ở thời ở tù địa ngục mà tớp ngạ quỷ bên đây lại vui cười, rồi tớp ngạ quỷ bên kia lại khóc, thì nhân đó Đức Phật Ca Mâu Ni ngài mới nói: sở dĩ mà tớp ngạ quỷ bên đây mà vui cười đó là nhìn về con cháu không có tu hiền trấn, là lo ăn nhậu rồi đó là sai xưa trà đình chủ điếm thì không có ngày thoát ra cái dòng địa ngục được. Còn đó là bên đây mà con cháu có vui cười đó là nhìn gì cảnh dương gian đó, là con cháu có tu hành rồi đó là có làm phước làm lành thì có ngày thoát ra khỏi dòng địa ngục đó. Nên Đức Thầy cho biết á: thất tổ cụ quyền nơi chính suối, những mong hậu tăng biết tâm trai, hay là ráng tu đắc đạo cứu cổ quyền thoát chốn mê độ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Cái thưa toàn thể lục gì đó là cái bổn phận người con để báo hiếu song thân, mà tất cả những vị hiếu ngày xưa là ở bên ở tàu, như vậy thì nghĩa là thập nhị tứ hiếu là 24 vị hiếu mà hiếu cái được ghi để vào trong sách sử, thì quý vị thấy những người hiếu đó để làm cái công đức để tạo cho cái ông bà cha mẹ. Thì hôm nay Đức Thầy cho biết á, là ở đất nước Việt Nam chúng ta đó, là ngài đã lưng luôn nhiều nước rồi, khi trở về Nam đó cõi trung ơn lưng chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Thì người này đó là ít nhất đó chúng ta phải có trung và có hiếu để dự hội Long Hoa. Kính thưa toàn thể liệu quý vị, chúng tôi cũng sơ lược lời nói đầu, thì hôm nay được hân hạnh đến đây gia đình của đệ hậu với cái công đức làm này, thì toàn thể quý vị chúng ta có mặt hôm nay là cũng như tất cả chư tăng để là chú nguyện cho mẹ hiền của đệ hậu được siêu thoát. Thì với cái ân đức này thì nói chung ra chúng ta làm đúng dần những lời dạy của thầy. Thì lời nói đầu tiên thì hôm nay xin được hân hạnh là được biết toàn thể quý vị chúng ta về tham dự buổi nguyện hôm nay, và quý vị còn nán lại và cũng cho phép, và đệ hậu cũng cho phép chúng tôi để trao đổi qua những cái lời thánh ý của Đức Thầy là kim ngôn là ngà ngọc mà chúng ta đã có cái rất nhiều cái mai duyên Đức Thầy, là xưa nay không có mấy khi dương trần của Phật sẽ thì xuống đây. Nếu chúng ta là có cái thân người mà hiện tại hôm nay chúng ta sống không được cái vùng ở thánh địa thì chúng ta cũng khổ lắm, bởi vì đó là chúng ta sống vào cái vùng khác thì không có biết đạo đâu mà tu. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã có nhân duyên Đức Thầy nhiều tiền kiếp, thì từ ngày Đức Thầy khai đạo đến nay là quãng đường đó là đã 82 năm trôi qua rồi. Đức Thầy chúng ta là 102 tuổi rồi,
Nếu lại ngược lại dòng lịch sử Phật giáo đó là chưa có ai lâu hơn thầy. Quý vị thấy lâu chưa ai lâu hơn thầy phải không? À, ông Phật thầy Tây An đó, ông xuất hiện tại làng Tầm Sơn đó vào mùa thu Kỷ Dậu 1849, thì đến 1856 thì ngài đã tịch diệt rồi. Và sau khi thời gian đó là cái bệnh dịch nó nổi lên đó, là hàng hà sa số. Thì khi mà ngài về tới cái làng Hòa Hảo đó, ngày xưa gọi là cái thôn Mỹ Quá, thôn Mỹ Lương đó, thì khi mà ngài về đó thì bệnh dịch đã đang hoành hành. Và kể cả nó là ở dưới trị Trầm Sơn rồi, rồi qua Xẻo Môn rồi, cái cốc Ông Kiến rồi, bây giờ gọi là chùa Tây An Cổ Tự đó. Sau khi đó là cái bệnh dịch ở trên Hòa Hảo đó là cũng hàng hà sa số. Thì lúc bây giờ là ngài về đứng ở tại chỗ chùa An Bà Tự đó, thì nói chung đó là ông hương chú bó và dân làng mới gặp Phật thầy Tan gì đó đi, thì dân làng mới cho ông hương chú bó là hay Phật thầy bây giờ đang về nơi đứng cái chân ở chỗ đó là làng Hòa Hảo, mà bây giờ đó là nói chung đó là thôn Mới Quá, bây giờ cái chân cho chùa Tan có từ bây giờ đó, thì mong mới xúm lời mới mừng Phật thầy. Và kính mong Phật thầy đó là nhờ để trị bệnh cho bá tánh đang vào cái đại dịch rất lớn, nên Đức Phật thầy mới nói rằng là bây giờ mấy ông muốn hết bệnh đó là cái thôn Mỹ Quá, thôn Mỹ Đương này đó, hai cái thôn này nhập lại đó gọi là cái thôn Hòa Hảo. Như vậy thì trong cái thôn Hòa Hảo này đó là mấy ông muốn hết đó là phải vậy, chứ còn không thể nào mà hết liền được, thì dân làng mới thống nhất thì đôi khi nhập lại cái thành cái thôn Hòa Hảo rồi Phật thầy Tây An ở đó mới trị thời gian hết bệnh ở đó. Thì chính cái chùa An Hòa Tự bây giờ đó được Phật thầy ngài cấm cây tại đó để lập cái chùa An Hòa Tự. Rồi ngài đi lên cái đình đó, ngài cấm thêm cái đình của cái Phú Mỹ bây giờ đó, gọi là cái đình ở bên thôn Hòa Hảo đó. Rồi ngài mới đi vô trong cái chùa Cây Xanh bây giờ đó, là hồi đó có Ba Thương ở đó, ông tu đó là Phật thầy Tây An đó. Thôi bây giờ ông xuống ở dưới là cái chùa An Hòa Tự đó mà chính Phật thầy Tây An đặt. Thì khi mà ông Ba Thương ông ở đó thì cái chùa đó thành lập rồi, mà cái chùa ngày xưa đó là xây cửa lên. Thì xây cửa lên đó là tới cái ngày mà ông Ba Thương ông chết rồi. Rồi kế đến đó là ông chủ Tọa Thình đi lên. Rồi sau cùng cũng Yết Ma Hòa Thượng đi lên. Lên thì vào năm 1936 thì cái chùa Hương mới được xây cất lại. Thì mới đầu xây cửa lên ra cái hướng mặt trời. Rồi sau khi đó là trong làng mới bàn lại mới xây cửa ra đường, ở đó có cái đường rất là nhỏ. Thì khi mà xây ra đường rồi thì dựng mới 4 cây đại trụ, thì tự nhiên đó là 4 cây đại trụ nó sập hết. Sập hết trong thì lúc bây giờ là mấy xúm với dao đó là mới vô tròn Hương Chú Bó hay. Nó nêm hơn đi chốt hốt, bây giờ 4 cây đại trụ nó sập hết rồi. Thì ông Hương Chú Bó nói trong này đâu có gì đâu, thì sáng ra thì sập trơn. Thì ông Hương Chú Bó nói rồi phải rồi, tại vì hồi xưa một thầy ta ăn xây cái cửa lên, mà bây giờ thì nói chung ra là mình xây cửa ra không có xin đó là đặt bàn xin đó là các ngài, thì bây giờ đó là thôi về chiều nay đó là mời dân làng lại áo dài khỏi nóng để xin keo qua được, thì là xây ra, còn nếu không thì y như cũ thì xin keo được để cái đó. Thì nói chung đó là xây cửa ra phía ngoài. Và vào năm 1937 rồi thì lúc bây giờ thì cũng không còn ai chết hết trơn rồi, thì năm 1939 thầy ra đời. Thầy ra đời thì cái chùa này mới được giao cho thầy. Thầy kêu nếu mà chùa này giao cho thầy đó thì phải làm ba cái tờ lập ước. Một là thầy giữ một tấm, hai đó là dân làng giữ một tấm, và ba đó là chính quyền giữ một tấm, thì thầy mới nhận. Và khi thầy nhận cái chùa đó, thầy mới đưa cái tờ lập ước lên đó, thì thầy công nhận đây là cái chùa của thầy. Và từ đây xuống lên một đạo trở về đây để giếng và lễ cái chùa này. Mà ở trên tổ đình thì nói chung ra Đức Thầy cũng đem lưu hương về vào ngày 30. Thầy về đem về cái chỗ chùa, thành thử ra đó là chùa đó gọi là chùa An Hòa Tự. Mà Đức Thầy giới đạo hôm nay thì Đức Thầy không có xây chùa, mà Thầy không có tạo gì cảnh này hết, mà Thầy nói là trong cái tạo mà về cái nhân duyên đạo đức á, Thầy nói khùng thời quê ngủ núi ai núi Sam, còn điên chẳng ao có chùa Am như này. Là khi mà ngài đó là lên núi Sam, thầy ngủ núi Sam, khi trở về đây là cái chùa ta hiến cho thầy thôi, chứ không phải là chùa của thầy. Như vậy thì trong cái quãng đường mà thầy giải đạo đến nay đó là quãng đường quá dài dặn rồi. Bây giờ Đức Thầy nói câu nói này đó rồi, chúng ta mới suy tư lại coi nó đến cái lúc có thời gian chưa.
Với thầy nói trong một giáp á, ăn cần si tính, muốn làm hiền á, ráng nhịn đừng than. Đến nay là buổi khoa tràng, tam thiên lục bá khắp tràn hải dân. Thì bây giờ đó là chúng ta nó suy nghĩ rằng là trong một giáp như thế nào, và còn thời gian tới này đó nó sẽ diễn tiến ra sao. Mà Đức Thầy luôn luôn là điều nói những cái điều mà xảy ra như thế nào thì chúng ta đã hiểu hết rồi. Chứ còn ngược lại dòng sử Phật giáo thì ngày xưa đó cái ngày đó nói trên cơ, quý vị có thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đâu có nói, rồi 33 vị cư tổ không nói nữa. Nhưng mà từ chương trình tới giờ này thì thầy cho biết là nói thiên cơ rất nhiều, giúp được thầy chúng ta hôm nay là việc xảy đến để chuyện sửa thật mãi của lời của Phật giáo khuyên, hay là việc thiên cơ cùng tỏ trạch trơn mà cho tầng hạ tường nên lao lý. Như vậy thì bây giờ đó là luôn luôn đức thầy nhắc chúng ta là cái thời kỳ cái diễn biến rồi thì chúng ta chỉ còn cách là tu cầu để rồi giữ hội Long Hoa về niệm Phật đã qua đời. Mà từ đây đến cái ngày mà lập hội Long Hoa đó là tất cả công đức đó là chỉ có công đức niệm Phật là cao nhất. Mà đức thầy cho biết á, từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật hòa mình biết bao. Vậy thì từ đây tới ngày lập hội Long Hoa là tất cả cái công đức niệm Phật là đều là cao hết tất cả công đức. Như vậy thì bây giờ đó là thời gian thầy nói là trong một giáp, mà cái một giáp đó là 60 năm, giáp nhỏ thì 12 năm. Kính thưa toàn thể quý vị, từ năm 1939 đức thầy khai đạo và cáo hoàng thiên là đêm 17 sáng 18, trong đó được năm vị để đời chứng kiến cái ngày mà đức thầy khai đạo, đức ông, đức bà, phúc phúc và cô đâm biên. Như vậy thì nó là khi mà đức thầy đó cáo hoàng thiên đó là đức thầy khai kinh đó là 18 tiếng Tiếng, sau cùng là tiếng của Việt Nam. Mà đức thầy cho biết á, vào sát trần nước mắt chứa trang, khắp lê thứ nghe lời thì ít, chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt mà cho nên dân dễ chẳng nghe lời. Và đức thầy còn thúc thêm đó là kể từ nay nói chuyện chiều mai, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu vì cờ đã thắt, còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn, chừng lập hội khỏi thù khỏi thẹn mà giới Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu xin hãy gắn ghi mà ta ra sức cách nhiều mà tính. Đức thầy cho biết là phải ngày lập hội Long Hoa. Và trong bài sứ mạng ngài còn cho biết thêm là sẽ diễn lập hội Long Hoa rồi chọn đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng nghị vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Như vậy thì thầy còn trách nhiệm lớn lao đã trở lại để rồi đó là ngài sẽ định ngôi phân thứ và gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Kính thưa toàn thể quý vị, từ năm 1939 thầy khai đạo thì chúng ta là hưởng lễ 1999 là mèo gặp lê mèo, nên đức thầy đã khẳng định một câu: tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cùng cười reo, xuống trần nhằm bụi nạn eo, gặm trong dân chúng mơ còn nghèo chờ tu. Mai duyên là gặp đức thầy ngày lão Phật ra đời, mà chúng ta đó là nghèo bạc vàng á, đạo đức được ở nghèo. Như vậy thì đức thầy cho biết á, đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, cụ quyền thất tổ chẳng thờ, để thờ những đảo ngọn cờ trăng pháo. Dương trần lắm việc nhiều màu, thay cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy.
vậy thì chúng ta thấy rằng là cái cảnh bên tàu là cảnh gì quý vị? Nào là cảnh thiên tai, nào là cái nạn giông gió, nào là cái nạn sụp đất, nào là cái cảnh bệnh chết của corona. Như vậy từ năm 1939 đến năm 1919 là chúng ta hưởng lễ mùa đại lễ. Từ khi, nghĩa là tháng 4 của năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đất nước chúng ta được giải phóng, thì tất cả giáo hội đó là không còn để hoạt động nữa. Rồi cái giờ đó là chúng ta không còn có người để hướng dẫn trên cái người để rồi chúng ta lập thân nuôi chí. Thế rồi chúng ta tại gia cư sĩ để chúng ta lo tự cá nhân của mình. Rồi ngày qua tháng lại đến đó là nhà nước ta theo dõi. Đến năm 1999 thì được nhà nước ta công nhận là cho ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo để ra đời. Thì chính là ông Lê Quang Vịnh để vô trao quyết định cho 10 tôn để làm trưởng ban đại diện tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Mà để thầy cho biết á, Bắc Nam chờ đợi cuối thần sẽ lo dặn chuyện thân hình xa ta, hay là cuối năm thần sẽ lo dặn chuyện xứ Hà Tiên linh hiện cơ quan nhân sanh sẽ hiệp một đàn hết thịnh rồi lập nhân hoàng ngồi ra. Như vậy thì bây giờ đó là cái cuối năm thịnh là vận chuyển quý vị. Bởi vì đó là Bắc Nam chờ đợi cuối thịnh sẽ lo vận chuyển, thì lúc bây giờ là toàn thể trong cái ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo và có cái trách nhiệm là sẽ mở ban trị sự các nơi và truyền in ấn giáo lý Đức Thầy được chứng nhận của ban là Trung ương Tôn giáo, và hình của thầy là đưa ra hàng triệu triệu tấm. Như vậy thì Bắc là cái ông Lê Quang Vịnh, là Nam là 10 tôn, Bắc Nam chờ đợi cuối thịnh sẽ lo vận chuyển thân hình chắc ta. Và từ con giáp lớn đó cho đến đó là mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi mà cuối năm thìn vận chuyển. Bởi vì đây không phải là thìn thứ sáu, bởi vì đó là năm 1940 đó là một cái thìn, 1952 là hai cái thìn, 1964 là ba cái thìn, 1900 nó là 76 là 40 thìn, 1988 đó là nữa là 50 thìn, và qua cái 2000 là thìn thứ sáu, mà cuối năm thìn là 1999 thì đã vận chuyển rồi. Thành thử ra đó là khi mà cái cuộc đời chúng ta diễn đó tiếng mà thấy rồi đó,